Hội sự diệt như mộng là thấy trong mộng Tuy có tất cả sự diệt rốt rào, bất khả đắc Chư Pháp cũng như vậy Thập Pháp giới y bảo chẳng bảo trang nghiêm Đều như mộng Như huyễn Thấy được như huyễn Tuy quá hiện như thật Nhưng bản thể của nó vốn vắng lặng Chư Pháp cũng như thế Như tiếng giang Như tiếng vọng Trong hàng núi Tuy được phát ra từ âm thanh Nhưng tự tánh của nó không có Các Pháp cũng như vậy Nói tóm lại tức là mộng huyện Bọt nước Còn thêm tiếng Giang nữa Tất cả đều là Hình dung tất cả Pháp Đều không thật Tướng có thể không Sự có lý không Cho nên tất cả huyện tướng này Có thể thọ dùng vì sao vậy? Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Không nên chấp trước Chấp trước là sai Đi ngược lại với thật tướng Trong cảnh giới này Không thể khởi tâm đồng niệm Khởi tâm đồng niệm là quý vị đã mê rồi phân biệt là quý vị sai rồi chấp trứ là quý vị đã tạo nghiệp rồi chư phật bồ tát ứng cảm với tất cả chúng sinh nên hiện thân thuyết pháp ở thế gian Tuy cùng với chúng sanh Bình thường ở thế gian Hòa quang đồng trần Xuyên hòa cùng nhau Trên thực tế Họ và chúng sanh khác nhau Chúng sanh có tình chấp Các ngài không có Các ngài có trí tuệ Các ngài bị tất cả Pháp là giả Không thật Không có phân biệt Không có chấp trước Nên tự tại Vì thế họ có thọ dụng Họ không có phiền nặng Các ngài hiện thân thuyết Pháp Họ không tạo nghiệp Vì sao không tạo nghiệp Các ngài đã thực sự nhập vào cảnh giới này Tức là Không hiện mà hiện Hiện mà không hiện Đó là hiện thân Con thuyết pháp Thuyết mà không thuyết Không thuyết mà thuyết Các ngài đã nhập vào cảnh giới như thế Chỉ có người thượng thượng căn Mới tiếp xúc được Nhìn thấy được Mới nghe được Dường như họ đạt đến cảnh giới Như Bồ Tát vậy không thấy mà thấy, thấy mà không thấy. không nghe mà nghe, nghe mà không nghe. Họ đã chứng được rồi. Thật sự buông bỏ, triệt để buông bỏ. Đây là người thượng thượng căn. Cảnh giới mà thượng trung hạ căn ngộ nhập nông sâu mỗi mỗi sai khác chỉ cần có chỗ ngộ là được